Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ, một người dân sống ngay tại trong nước, nói về Việt Nam và những điều nghịch lý nhất. Cách đây 7 năm, giá dầu 115 đô la một thùng thì giá xăng là hơn 25.000 đồng. Hôm nay giá dầu 85 đô la một thùng, khoảng 12,5 ngàn một lít, thì xăng RON 95 là 24.330 đồng một lít. Nếu là một quốc gia nhập hoàn toàn thì ta không tính đến. Nhưng Việt Nam cũng là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Vậy mà người dân phải chịu cái cảnh chém ngang lưng thì thật vô lý. Thu nhập trung bình một ngày 200.000 đồng, đổ một lít xăng hơn 10% cái mức thu nhập của mình thì lại là một cái điều vô lý nhất quả địa cầu này. Ở Hàn Quốc, giá xăng khoảng 1,3 đô la một lít, nhưng thu nhập của họ cao hơn người Việt mình 10 lần mà chính phủ hàng đang có lộ trình giảm để hỗ trợ dân chống dịch. Điện cũng vậy, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điện. Hàng năm, dân từ Bắc vào Nam chịu cảnh khốn cùng vì lũ quét. Mà lũ không phải là do thiên tai, mà chính do các cái đập thủy điện mọc lên như nấm. Một con sông có tới gần chục đập thủy điện. Vậy mà chính phủ lại bán giá điện cao vời vợi cho dân với sáu bậc lũy tiếng. Người ta tính một công nhân làm ở nhà máy ngoài chi phí xăng cao ra, họ cũng còn phải để một khoản rất lớn cho giá điện cũng gần 10% thu nhập hàng tháng. Quá nghịch lý. Nghịch lý là quá nhiều hội đoàn do đảng dựng lên, ăn quá nhiều ngân sách, hội nhà báo thì viết láo gây bất lợi cho dân, hội nông dân thì chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho nông dân hội phụ nữ bảo vệ quyền trẻ em thì lại toàn đi bảo vệ cho cái bọn biến thái đảng viên mỗi khi chúng làm càng làm quấy chưa kể bao nhiêu tổ chức đoàn thể mặt trận tổ quốc trong đại dịch thì không có thấy đâu cả toàn là dân tự giúp dân thôi công đoàn thì lại bảo vệ cho doanh nghiệp và nghịch lý nhất có lẽ là trường học và bệnh viện trên thế giới này duy nhất chỉ có tại việt nam là bắt dân tự lo hoàn toàn Phí khám chữa bệnh hay học phí là gánh nặng cho toàn dân và cho cả xã hội. Trong khi thế giới, đa số đều có ngân sách cho phúc lợi xã hội. Dân đi học hay khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Ở Việt Nam, một người đi học đại học có khi bán cả ruộng vườn. Nếu không mắc bệnh thì thôi, còn mắc bệnh vào bệnh viện có khi bán cả nhà cả cửa để điều trị mà cũng chưa chắc được uống thuốc thật nữa. Trong khi đó, thuế thì không thu thiếu một đồng nào của dân cả thậm chí là đẻ ra cả biết bao nhiêu loại thuế phí để mà moi móc, để mà vặt lòng vịt. Nghịch lý tới cười ra nước mắt là quan chức chưa có bằng cấp 3 mà đã có bằng đại học, chưa học hết cấp 3 mà đã làm tới chủ tịch huyện. Còn giáo sư, tiến sĩ nhiều như lá mùa thu nhưng không có nổi một kế sách hoạch định phát triển đất nước nào đáng kể. Quan chức thì ra rã chống Mỹ, chống tư bản, thề nguyện theo đảng trọn đời, nhưng khi leo lên cái ghế, thằng nào cũng tìm cách vơ vét để gửi con cái qua đó mà du học. Khi có biến thì lại chạy sang Mỹ, sang tư bản để mua nhà, mua quốc tịch. Dân đi làm cu ly khắp thế giới, nhưng quan chức thì suốt ngày tự sướng rằng Việt Nam là quốc gia đáng sống. Dân người ta chỉ nuôi một bộ máy nhà nước tinh gọn mà làm việc hiệu quả. Nhưng dân Việt Nam không chỉ nuôi một bộ máy lớn nhất hành tinh mà nuôi cả hai bộ máy song hành đó là nhà nước và đảng. Nhưng toàn một đám ăn hại, chỉ vơ vét hành dân là chính. Nói là năm 2020 Việt Nam là quốc gia công nghiệp, nhưng tới bây giờ đang tính toán xin nhập 37 toa xe lửa phế thải của Nhật về xem như là điều vĩ đại vinh quang lắm đấy. miệng thì nói là tôn trọng luật pháp, nhưng quan sai thì chỉ xin lỗi dân, còn dân sai á thì bắt bỏ tù trộm 8 con gà, dân đi tù 3 năm. quan tham ô hàng trăm tỷ, thất thoát hàng ngàn tỷ thì chỉ bị khiển trách. Việt Nam là một quốc gia có quá nhiều điều luật, có thể nói có cả rừng luật, nhưng đảng chỉ thích xài luật rừng. Một chú chó của đảng viên công an đâm vào xe của dân thì bắt dân đền bù. Nhưng 15 chú chó của dân bị sát hại trái luật thì coi như ấy nhầm nhầm nhầm. Điều nghịch lý hơn có lẽ là khi 15 chú chó bị sát hại, cả nước tiếc thương đau xót, còn quan chức cộng sản chết, á, dần dân mở tiệc ăn mừng hoan hỷ. Sao kỳ vậy nhỉ? Chắc mình phải sống làm sao nên mới vậy chứ hả? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.